Xin chào, mình là Lộc, mình là kỹ thuật viên của công ty âm thanh Nhung Chính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu của toa VKT5810 và bộ phát VKM5325 kèm theo mic cài đầu VKH4000H. Bước thứ nhất, ta sẽ cắm nguồn vào bộ thu. Và sẽ bật nguồn của bộ thu lên. Bước thứ hai, ta sẽ chuẩn bị dây tín hiệu và cắm dây tín hiệu từ bộ thu sẽ vào âm ly. Và đầu đực ta sẽ cắm vào âm ly. Bước 3, ta lại tiếp tục lắp pin và lắp mic cho bộ phát. Các bạn nhớ lắp đúng đầu dương của pin vào bộ phát. Đóng nắp lại. Tiếp theo ta lại lắp mic vào bộ phát. Các bạn nhớ cắm sâu, nút vặn chặt vào. Ta bật mic khi bộ thu lên đèn vàng, tức là hai thiết bị đã nhận nhau. Sau đây chúng ta cùng thử âm thanh. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh lại tần số của bộ mic. Trước tiên thì ta sẽ điều khiển trên bộ thu. Thứ nhất, tay ta sẽ giữ vào chữ set trong vòng 3 giây. Khi nào bắt đầu nháy thì ta sẽ nick cái tần số này đến một tần số nào đó. Ở trên bộ thu này thì nó sẽ có là 16 tần số. Ta ví dụ ta sẽ nick lên tần số số 3. Từ 3, 4, 5, 6. Ta muốn giữ một tần số nào đó thì ta sẽ giữ cố định lại, thì ta lại ấn chữ set. Như vậy ta đã điều chỉnh xong cái bộ thu. Sau đây tôi sẽ mở nắp. Các bạn thấy ở trên bộ phát sẽ có hai phần, một là băng tần hay là channel. Băng tần thì sẽ giữ nguyên và ta sẽ điều chỉnh phần channel. Chúng ta sẽ dùng dụng cụ của nhà sản xuất để điều khiển phần channel. Ta qua sẽ quay về số 6. Chúng ta sẽ đóng nắp và bật nguồn. Các bạn thấy khi bộ thu lên đèn vàng là hai thiết bị đã nhận nhau. Một số lưu ý khi sử dụng bộ mic không dây toa. Lưu ý thứ nhất là điều chỉnh đúng tần số. Lưu ý thứ hai là điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp nhất, không bị hú. Và lưu ý thứ ba là tháo pin ra khi không sử dụng. Mình vừa hướng dẫn các bạn kết nối bộ mic không dây VKT5810, bộ phát VKM5325 kèm với mic cài đầu VKH4000H. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.